Đây là bài 5 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Đi ủ cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào, chào bạn với nghĩa thông thường. Ni hao. Chào bà với ý rất tôn trọng. Nín hảo. Mời vào. Chính diện. Tiếng Trung khó không? Hai ủy nán mà. Không khó lắm. Bố thải nán. Mình rất bận. Wo hen mang. Bạn thì sao? Ní nó. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ uống. Khưa. Khưa. Mời uống. Chỉnh khưa. Chỉnh khưa. Bạn uống không? Ní khưa mà. Nghỉ khưa mà. Anh uống không với ý rất tôn trọng. Nín khưa mà. Nín khưa mà. Tôi uống. Wo khưa. Wo khưa. Không uống. Bù khưa. Bù khưa. Tôi không uống. Wo bù khưa. Wo bù khưa. Bạn không uống à? Nǐ bù khưa mà. Nǐ bù khưa mà. Chị không uống à với ý rất tôn trọng. Nín bù khưa mà. Nín bù khưa mà. Bây giờ là từ cà phê. Cà phê. Cà. Cà. Phê. Phê. Cà phê. Cà phê. Uống cà phê. Hưa cà phê. Hưa cà phê. Bạn uống cà phê không? Nǐ hưa cà phê mà. Nǐ hưa cà phê mà. Cô uống cà phê không? Với ý rất tôn trọng. Nín hưa cà phê mà. Nín khưa cà phê mà. Tôi uống cà phê. Wo khưa cà phê. Wo khưa cà phê. Mình không uống cà phê. Wo bù khưa cà phê. Wo bù khưa cà phê. Bạn không uống cà phê à? Nǐ bù hē kā fēi mā? Nǐ bù hē kā fēi mā? Anh không uống cà phê à? Với ý rất tôn trọng. Nín bù hē kā fēi mā? Nín bù hē kā fēi mā? Mời uống cà phê. Qǐng hē kā fēi. Qǐng hè kā fē. Cảm ơn. Xiè xiè. Xiè xiè. Bây giờ là từ khách sáo. Khè qǐ. Khè. Khè. Qǐ. Qǐ. Khè qǐ. Khè qǐ.
Đừng khách sáo, nguyên văn là không khách sáo. Bú khờ chỉ. Bú khờ chỉ. Bú khờ chỉ. Hãy nhớ từ bù đi với thanh 4, đọc thành thanh 2. Bú khờ chỉ, đọc thành bú khờ chỉ. Bú khờ chỉ. Mời uống cà phê. Chính khơ cà phê. Chính khơ cà phê. Cảm ơn. Xie xie. Xie xie. Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Bú khờ chỉ. Cảm ơn anh. 谢谢你. 谢谢你. Đừng khách sáo. 不客气. 不客气. Bài học này đến đây là hết.